tốt. Văn Hậu. Nhà bóng ơi, quá hay. Và điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Côn Sơn. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Văn Côn. Hãy cùng chờ tiếng còi lịch sử của trọng tài. U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam đã đến. Chúng ta đã góp mặt ở vòng tứ kết của giải châu lục. Điều kỳ diệu mang tên Việt Nam đang được viết tờ giải U23 châu Á. Thật là nghẹn ngào, thật là xúc động. Những chiến binh của chúng ta đã chiến đấu quả cảm cho thành tích lịch sử này. Xin chúc mừng U23 Việt Nam, chúc mừng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuyệt vời. Tạt bóng của Đình Trọng. Cối Văn Tôn. Trận đấu hoàn hảo của Phan Văn Đức. Cấm không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dung ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa. Vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đó. Anh Cương ạ. Không thể tin nổi. Bùi Tiến Dũng bắn vào. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Tôi đã không dám nhìn vào màn hình.